Cô xin chào tất cả các con. Chắc hẳn kỳ nghỉ này là một kỳ nghỉ dài nhất của chúng mình đúng không nào? Cô đã hướng dẫn chúng mình làm rất nhiều món đồ chơi bổ ích. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho chúng mình làm một món đồ chơi nữa nhé. Đó chính là chú bướm biết cử động đấy. Để làm được chú bướm biết cử động thì cần có những nguyên vật liệu sau. Đó chính là giấy màu, băng dính, kéo, bút dạ dầu, ống hút và dây. Bây giờ các con hãy cùng quan sát lên cô, xem cô hướng dẫn chúng mình làm con bướm cử động như thế nào nhé. Đầu tiên cô sẽ lấy một tờ giấy, sau đấy cô gập tờ giấy làm đôi. Bây giờ cô sẽ dùng bút dạ dầu để tạo hình con bướm trên tờ giấy. Vẽ cái đầu này, thân, rồi đến cánh bướm. Cuối cùng là cái đuôi. Sau khi cô đã vẽ xong thì cô sẽ vẽ cái râu. Khi cô đã vẽ xong hình con bướm rồi thì cô sẽ tạo hình cho kèn bướm thêm được sinh động. Cô đã vẽ xong hình con bướm rồi. Bây giờ cô sẽ dùng kéo để cắt ra nhé. Chúng mình hãy cùng quan sát xem cô. Cô cắt theo cái đường viền mà lúc nãy cô kẻ. Các con nhớ này, là cô cắt từ gáy của cái tờ giấy gập nhé, chứ không cắt từ mép này ra nhé. Sau khi cô đã cắt xong thì cô sẽ lật mặt sau của con bướm lên và dùng bút dạ dầu để đi nét. Vậy là cô đã vẽ xong hình con bướm rồi đấy. Bây giờ chúng mình hãy cùng quan sát lên để xem cô làm con bướm cử động như thế nào nhé. Muốn chú bướm cử động được thì đầu tiên cô phải sử dụng ống hút. Cô sẽ chia ống hút ra làm hai đoạn bằng nhau. Sau đấy cô sẽ sử dụng băng dính hai mặt để gắn cái ống hút này lên trên thân của con bướm. Các con nhìn này, cô gắn ngang ở chỗ thân con bướm nhé. Cô gắn ở đều hai bên. Sau khi cô đã gắn được băng dính hai mặt rồi thì cô sẽ dùng ống hút gắn lên. Cô gắn ống hút vào hai bên của cánh bướm. Cô đã gắn xong rồi. Bây giờ cô sẽ sử dụng dây. Cô cũng có hai đoạn dây. Cô sẽ luồn qua cái ống hút này.
Sau khi cô luồn qua được rồi thì cô sẽ dùng dây hai đầu buộc vào với nhau. Cô đã xong một bên rồi, bây giờ cô sẽ làm tiếp bên thứ hai nhé. Cô cũng lấy sợi dây luồn vào một đầu của ống hút. Sau đấy cô nối hai sợi dây lại với nhau. Cô buộc vào. Vậy là cô đã luồn xong hai cái dây vào hai cái ống hút ở trên cánh của con bướm rồi đấy. Bây giờ cô sẽ dùng cái ống hút to hơn để làm cái que cầm ở dưới này cho con bướm nhé. Đầu tiên để làm được que cầm thì chúng mình phải cắt cái ống hút này ra, cắt ở hai cái mép này. Sau khi cô cắt xong ống hút thì cô sẽ luồn cái phần mà cô vừa cắt xong vào thân của con bướm để giữ cho con bướm nó đứng được. Sau khi cô đã luồn xong rồi thì cô sẽ sử dụng hai cái dây mà cô vừa mới luồn đấy, cô luồn vào trong bên trong của ống đấy, ống hút đen. Cô luồn cả hai bên vào trong cái ống hút. Cô phải rất là khéo léo mới luồn được cái dây này vào trong cái ống hút này. Sau đó cô kéo ra. Sau khi cô đã luồn xong rồi thì cô sẽ dùng một đoạn băng dính. Đoạn băng dính trong. Để cô cố định bên hai bên cái mép ống hút này với thân con bướm sao cho nó chắc à. Sau khi cô đã dán chắc được rồi thì bây giờ chúng mình hãy cùng quan sát xem là con bướm mình nó cử động như nào nhé. Để cử động, để chú bướm đáng yêu này cử động được thì cô sẽ sử dụng hai chiếc dây mà lúc nãy cô luồn vào cái ống hút ấy. Cô giật nó xuống. Đấy, chúng mình thấy chưa? À, thấy bạn bướm này cử động được chưa nhỉ? À, bạn bướm này được cử động rồi đấy. Các con có thích không? Hy vọng các con sẽ làm được như chú bướm rất là xinh xắn và biết bay như thế này nhé. Cô chúc các con có một kỳ nghỉ ở nhà thật là vui vẻ. Cô xin chào tất cả các con.